tôi là một fan rất là hâm mộ của anh Viên Kèn. Thực sự là đối với tôi là tôi có thể nếu mà một lúc nào đó hoặc là một ngày nào đó mà tôi cứ được chụp ảnh cùng với anh Viên Kèn là tôi hãnh diện lắm. Tại vì thực sự là rất nề về cái trình mà tổ chức âm nhạc. Tôi là một fan nghe nhạc, tôi có tai. Tôi chỉ có một cái thắc mắc rất là nhỏ thôi. Sẽ có những người phụ nữ người ta giống tôi, thì nếu mà người ta cũng lại như tôi, người ta cũng lại mê anh Viên Kèn, người ta rất là thích, ngưỡng mộ, thì không biết anh Viên Kèn sẽ xử trí thế nào nhỉ? Với tư cách là một người nghệ sĩ thì tôi luôn luôn đón nhận tất cả những cái tình thương của mọi khán giả đối với mình, không có bất kể là giới nào, kể cả là khi giới tính. Cái đồng cảm bằng tâm hồn đấy nó là sự quý báu. Còn cái việc khác, đối với riêng tôi được thực sự là nằm trong ý nghĩ, nó chỉ là những cái cảm nhận âm nhạc với nhau, chỉ là cảm nhận âm nhạc như cuộc sống gắn kết với nhau.